Xin chào các bác, hôm nay một mã hàng Thái lại về, đó là mướp đắng xanh. Riêng với hàng mướp đắng này thì kể cả là bên Trung Quốc hay là bên Thái Lan thì họ đều đóng hạt rất là ít nha các bác nhỉ. Mình gói này được rất rất là ít hạt luôn, nó chỉ rơi vào tầm gói này chắc được 10 hạt đây. Ngoài bao bì người ta ghi là 5 hạt nhưng mà khi mà khách bóc ra đếm ý thì sẽ được 10 hạt nha các bác nha. Nhưng mà rất là chuẩn, là ok nha các bác nha. Cái hàng riêng cái hàng mướp đắng này chúng ta trồng là nó cũng lên rất là dễ, nó không quá khó. Quả dài, mướp đắng xanh.